Chào tất cả các bạn nha. Hay mình cho các bạn xem cây dừa sim siêu lùng siêu trái luôn. Những cái quầy dừa buồng sai quằn cổ luôn nha các bạn. Đó, cái buồng như cái buồng này nè. Cái buồng này nó xà xuống cái nó cái bẹ lá dừa cái nó quằn xuống tới dưới mương luôn nè các bạn. Cái buồng rất là sai luôn, rất là đẹp nha các bạn. Từ đầu trên đến ngọn luôn. Cái dừa này trồng được cũng cũng khoảng 4 năm rồi các bạn, 4 năm rưỡi gì này. Giờ cho trái, đang cho trái cực sai luôn. Trái dừa nè. Giống này dừa sim xanh nha các bạn, dừa sim xanh luôn. Rất là đẹp luôn nha. Giờ buồng dừa thấy mê gì đâu á. Rồi khoảng được mấy trái nè. Mười mấy trái luôn các bạn ơi. Buồng này mười mấy trái. Có buồng thì nó đậu được 6-7 trái nè. Giống dừa sim này nó gọi là dừa sim sim lục nha các bạn. Dừa sim lục trái rất là sai luôn. Nước nó uống rất là ngọt, ngọt đậm đà luôn nha các bạn. Khi dừa con cái á, dừa tới vừa ăn á các bạn, thì nó uống nước ăn cái rất là ngọt luôn. Cái quầy dừa thấy đẹp mắt nha các bạn. Cái buồng này là uống nước cũng được nè các bạn, rất là vừa ăn luôn. Giống này trên thị trường người ta trồng rất là ưa chuộng nha các bạn, rất là ngon, ngon cơm mà nước rất là bổ hệ dưỡng. Đã ưa trồng giống dừa này cho trái sớm, năng suất cao nha các bạn. Các bạn nhìn thấy là cái cây này lùng tè mà trái gì đó rất là đẹp luôn. Video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem cây dừa lùng sim lục siêu trái của mình nha. Hẹn các bạn những video mới nha.